Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đẩy nhanh tiến độ thi công đài tưởng niệm Liên minh Chiến đấu Việt Lào, công trình có ý nghĩa khẳng định thái độ đền ơn đáp nghĩa đối với thế hệ đi trước. Tìm hiểu cuộc sống của cộng đồng người Việt tại thành phố Kazan, nước Cộng hòa Tatarstan. Tỉnh Quảng Nam hợp tác với nhiều tổ chức nước ngoài nhằm bảo tồn và trùng tu di sản trước tình trạng các di sản văn hóa vật thể bị xuống cấp nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, Đài tưởng niệm Liên minh Chiến đấu Việt-Lào tại cao nguyên Boloven, tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, công trình tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào đã hy sinh trong những năm tháng đấu tranh giải phóng hai dân tộc, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước. Đây là một trong ba công trình tưởng niệm Liên minh Chiến đấu Việt Nam và Lào được xây dựng trên đất nước Triệu Voi và được đặt tại cao nguyên Boloven, tỉnh Champasak, nơi được mệnh danh là mái nhà Đông Dương. Từ tháng 8 năm 2014, công ty hữu nghị 206 của Việt Nam đã được giao tôn tạo, mở rộng khu di tích này với diện tích 4 hectare, gồm nhiều hạng mục công trình. Các cấp chính quyền của Lào đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành đúng tiến độ, tiếp tục trở thành địa điểm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Đây là một công trình rất có ý nghĩa. Sau khi công trình hoàn thành, sẽ trở thành một địa điểm giáo dục cho các con em, không những trong tỉnh Champasak, huyện Park Song, mà giáo dục cho con em của hai đất nước, cũng như bạn bè quốc tế mỗi lần đến tham quan hiểu được sự phối hợp của Liên minh Chiến đấu, giành lại nền độc lập cho đất nước Lào. Dự án tôn tạo đài tưởng niệm Liên minh Chiến đấu Việt Nam-Lào tại cao nguyên Boloven có tổng vốn đầu tư xây dựng khoảng 10 tỷ Việt Nam đồng từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam. Dự án bao gồm hai nhà lưu niệm, hai tượng đài và một bức phù điêu quân chiến đấu Việt-Lào cùng các công trình phụ trợ khác. Hiện mỗi ngày, công ty hữu nghị 206 sử dụng khoảng 50 công nhân thi công liên tục để đảm bảo công trình sẽ hoàn thành trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của hai nước. Chúng tôi xác định tập trung mọi phương tiện, lực lượng, cán bộ công nhân viên tranh thủ thời gian, thời tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công, tiết kiệm nguyên vật liệu và nâng cao chất lượng hiệu quả trên mỗi công trình, trên mỗi hạng mục, phấn đấu đưa hạng mục đưa vào sử dụng đảm bảo đúng tiến độ thời gian. Mỗi đài tưởng niệm không chỉ có giá trị là một công trình, một hiện vật để giáo dục truyền thống thế hệ trẻ và khẳng định thái độ đền ơn đáp nghĩa đối với thế đi trước. Chí Cường, phóng viên thường trú Đài Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Danh hiệu công dân danh dự thủ đô Hà Nội vừa được đại diện thành phố trao cho ông Phimmasorn Lương Khama, bí thư tỉnh trưởng tỉnh Luân Nậm Thà, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Danh hiệu này là sự ghi nhận, tri ân và tôn vinh của thành phố Hà Nội đối với những đóng góp quý báu của ông Phimmasorn Lương Khama cho đất nước Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Đây là lần đầu tiên thành phố Hà Nội thực hiện xét tặng danh hiệu công dân danh dự thủ đô Hà Nội theo luật thủ đô và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký quyết định công nhận 12 cá nhân đạt danh hiệu công dân danh dự thủ đô Hà Nội, trong đó có ông Phimmasorn Lương Khama. Nằm trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hungary từ ngày 15 đến 17 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự hội thảo 65 năm quan hệ Việt Nam-Hungary. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trải qua chặng đường 65 năm đầy thử thách và biến động, tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hungary vẫn luôn được vun đắp và củng cố bằng sự tin cậy, tình cảm cùng sự quyết tâm của nhiều thế hệ. Tuy cách rất xa nhau về mặt địa lý, nhưng kể từ những ngày đầu thiết lập quan hệ đến nay, hai dân tộc vẫn luôn sát cánh bên nhau, hỗ trợ nhau trong chiến tranh và trong xây dựng đất nước. Tại hội thảo, các đại biểu cũng bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, nhân dân Hungary và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng, cùng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt, sâu rộng giữa hai nước. Với dân số gần 2 triệu dân, thành phố Kazan, thủ phủ của nước Cộng hòa Tatarstan, được biết đến như là thủ đô thứ ba của nước Nga. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với một điện Kremlin khác, mà còn bởi đời sống văn hóa phong phú và đặc sắc của gần 180 dân tộc.
Cộng đồng người Việt đầu tiên cũng từng có mặt tại nước Cộng hòa này vào thập niên 80 của thế kỷ trước, và hiện có khoảng 1.000 người đang sinh sống tại đây. Chính quyền thành phố Kazan và nước Cộng hòa Tatarstan cũng thường xuyên tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt tại đây hòa nhập và mưu sinh. Phóng sự của nhóm phóng viên Đài truyền hình Việt Nam từ Liên bang Nga. Kazan không giống một thành phố đơn thuần của nước Nga, bởi ngay cả quần thể Điện Kremlin cũng là nơi hòa quyện hai phong cách kiến trúc của Hồi giáo và chính thống giáo Nga. Điều đặc biệt ở Kazan là người ta có thể tìm thấy nét văn hóa của mọi tôn giáo trên thế giới. Mỗi năm chúng tôi tổ chức hơn 600 hoạt động lớn nhỏ khác nhau. Nếu như không có sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ, có thể vẫn có những hoạt động văn hóa dân tộc, nhưng không thể nhiều và hiệu quả như vậy. Đây là một buổi học cuối tuần dành cho những trẻ em đến từ các dân tộc khác nhau tại nhà hữu nghị các dân tộc Tatarstan. Mỗi bài hát đều được tập ít nhất bởi 3 ngôn ngữ: tiếng Nga, tiếng Tatar và tiếng dân tộc của chính các em. Kinh phí của các hoạt động này đều từ ngân sách. Chúng tôi có các lớp học để giúp các em vừa gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa riêng nhưng vẫn hòa nhập với đời sống Nga. Nhiều trẻ em nước ngoài, trong đó có cả Việt Nam, đã tham gia trại hè hàng năm của chúng tôi. Cùng với nhiều dân tộc địa phương, cộng đồng người Việt Nam ở Tatarstan đang được hưởng không ít lợi ích từ chính sách phát triển dân tộc này. Từ các hoạt động thường xuyên của các hội đoàn người Việt, đến dự án dạy và học tiếng Việt cho con em kiều bào trong thời gian tới. Thì toàn bộ cái kinh phí hiện nay cho cái sinh hoạt của mình ở đây, về mặt bằng, về cơ sở hạ tầng, rồi có được hỗ trợ một vài cái, ví dụ như là ô tô nếu mình cần. Cái nguồn thứ hai là cái tinh thần, ví dụ như là mọi người đến thì nay quan tâm của chính quyền nó rất lớn, cho nên là họ ủng hộ mình hoàn toàn trong những cái hoạt động dân tộc. Đặc trưng văn hóa của Tatarstan là ở chỗ, dù rất đông dân tộc nhưng sống cộng tồn và hài hòa. Nhiệm vụ của chúng tôi là gìn giữ và phát triển bản sắc của từng dân tộc. Là một chủ thể trong chương trình phát triển chính sách dân tộc, Kazan được sự hỗ trợ lớn từ chính phủ Nga cho việc xây dựng và phát triển các cơ sở văn hóa. Và chính ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa như di sản của từng dân tộc trong mỗi một người dân Kazan đang làm nên vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại, mang nét châu Âu lẫn châu Á ở thành phố hơn 1.000 năm tuổi này. Với sự phong phú và đa dạng của các dân tộc, thành phố Kazan được xem là nơi gặp gỡ của những nền văn hóa. Chính sách phát triển dân tộc của nước Nga nói chung và của Cộng hòa Tatarstan nói riêng đang góp phần hỗ trợ việc giữ gìn và phát triển một cộng đồng đa sắc tộc tại đây, trong đó có cộng đồng gần 1.000 người Việt Nam. Nhật Linh, phóng viên Đài truyền Việt Nam từ thành phố Kazan, Liên bang Nga. Thưa quý vị, theo đánh giá của UNESCO thì Việt Nam đang sở hữu nhiều di sản văn hóa rất có giá trị về lịch sử cũng như nghệ thuật. Tuy nhiên, do tác động của thời gian, chiến tranh và biến đổi khí hậu cũng như kế hoạch bảo dưỡng trùng tu chưa hợp lý, hầu hết các di sản văn hóa vật thể đều bị xuống cấp nghiêm trọng. Và trước thực trạng này thì nhiều năm nay, tỉnh Quảng Nam đã hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức nước ngoài với mục đích là bảo tồn và trùng tu di sản, trong đó nổi bật là di sản Hội An và Mỹ Sơn. Mỹ Sơn, khu đền tháp được người Chăm xây dựng cách đây hàng ngàn năm. Dưới tác động của nhiều yếu tố, nhóm tháp A trong quần thể di tích bị xuống cấp nghiêm trọng. Giải pháp của Ban Quản lý Di tích Mỹ Sơn là thu gom gạch vỡ, cho xếp lại, chờ cơ hội để trùng tu phục dựng. Còn đây là nhóm tháp F đang trong quá trình sụp đổ. Những trụ đỡ tạm thời khó mà chống đỡ được lâu dài. Một số đền tháp hiện nay xuống cấp rất là trầm trọng, chẳng hạn như các khu tháp ở khu K, khu A và khu H thì cũng mong muốn có nhiều cái dự án đến để mà triển khai ở Mỹ Sơn để tiếp tục làm tốt cái công tác bảo tồn. Thông qua sự ký kết giữa hai chính phủ, các chuyên gia thuộc cơ quan nghiên cứu khảo cổ Ấn Độ nhiều lần đến khảo sát đền tháp Mỹ Sơn và đưa ra ý tưởng trùng tu một số tháp thuộc nhóm tháp A, H và K. Theo đánh giá của các chuyên gia này, trước sự xuống cấp nhanh chóng như hiện nay, giải pháp lâu dài và hữu hiệu nhất là gia cố các tháp đang xuống cấp, trùng tu khẩn cấp các tháp đã đổ nát. Chúng tôi nhận thấy rằng ngoài vật liệu xây dựng như gạch đá thì còn nhiều tác phẩm điêu khắc bị hư hại rất nặng. Việc trùng tu sẽ tiến hành khi chúng tôi thu thập đầy đủ các tài liệu và nghiên cứu đầy đủ về Mỹ Sơn. Trùng tu phục dựng các nhóm tháp phải mất nhiều thời gian. Đây là công việc khó khăn nhưng cần phải tiến hành sớm trước khi chúng đổ nát. Nếu được các chuyên gia Ấn Độ
và thực hiện công tác hợp tác cùng tu di tích, thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái việc làm rất tốt, vì họ đã có nhiều kinh nghiệm để mà tu bổ những cái đền tháp ở Ấn Độ và cũng có những cái vật liệu xây dựng cũng tương tự như ở Mỹ Sơn. Và theo tôi biết thì họ cũng đã làm được rất tốt những cái di tích mà nằm trên đất Ấn Độ. Theo các chuyên gia, để trùng tu hàng chục ngôi tháp thuộc di tích Mỹ Sơn phải mất hàng thập kỷ nữa. Trong khi đó, các cơ quan chuyên môn vẫn chưa giải mã được những bí ẩn về thành phần gạch, nguyên liệu, cách thức xây tháp nên khó có phương án tối ưu nhất. Sắp đến, một số chuyên gia Ấn Độ sẽ trở lại Mỹ Sơn và lập phương án chi tiết và thành lập nhóm công tác hỗn hợp và bắt tay vào việc trùng tu nhóm tháp A. Thời gian triển khai dự án 5 năm, phía Ấn Độ tài trợ hơn 50 tỷ đồng. Tết Té Nước, một lễ hội đặc trưng của dân tộc Lào với nhiều ý nghĩa tín ngưỡng tâm linh của dân tộc, qua một thời gian dài bị lãng quên thì đến nay đã được phục dựng lại. Với mục đích gìn giữ và phát huy sự đa dạng bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các ban ngành chức năng cùng đồng bào dân tộc Lào phục dựng lại lễ hội này. Sau khi khấn lễ, bà con dân bản ào xuống suối, té nước lên nhau. Người ta quan niệm rằng người nào càng ước nhiều thì càng được nhiều may mắn. Bên cạnh đó, lễ hội cũng diễn ra rất nhiều trò chơi dân gian của dân tộc Lào. Việc phục dựng lại lễ hội té nước truyền thống là một trong những điểm nhấn để lễ hội cùng với làng nghề thổ cẩm trở thành thương hiệu thu hút du lịch của địa phương trong những năm tới đây. Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, tỉnh này vừa quyết định đầu tư tàu vận chuyển hành khách giữa đất liền và huyện đảo Cồn Cỏ. Theo đó, dự án này được giao Ủy ban Nhân dân huyện Cồn Cỏ làm chủ đầu tư với tổng vốn 27,5 tỷ đồng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và khách du lịch giữa đất liền và đảo Cồn Cỏ. Đảo Cồn Cỏ có diện tích khoảng 4 km vuông, tuy chỉ cách đất liền chưa đến 30 km, nhưng với các phương tiện thông thường không thể ra đảo được khi gặp gió cấp 6 trở lên. Bởi vậy, đây là chiếc tàu khách dân sự đầu tiên được đóng mới và đưa vào sử dụng tại Cồn Cỏ. Dự kiến tàu được đưa vào sử dụng trong năm 2015 và xuất phát từ cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web vtv4.vn hoặc là trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.